Hi, xin chào tất cả các tình yêu đã quay trở lại với chuỗi series sinh viên E đến học gì của mình. Xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ, hiện tại mình là sinh viên khóa 1 của trường đại học Eric. Và hôm nay cái chủ đề chúng ta cùng nhau bàn bạc cũng như là cùng nhau trao đổi với nhau đó là về cái bộ môn nghiên cứu con người do thầy Nguyễn Đình Hùng giảng dạy. Ok, và cái topic hôm nay là không quá là gì là khó khăn quá, chỉ là chúng ta hãy cùng nhau nghe và thấu hiểu về cái cuốn sách Sơ học luân lý. Bài tập về này của chúng mình đó là ghi âm hết cuốn sách này thì mình sẽ giới thiệu qua một chút là cuốn sách Sơ học luân lý này thì bao gồm là 218 trang, một con số khá đẹp. Và mình sẽ ghi âm hết trong phần video ghi âm này và chúng ta hãy nghe và hiểu rằng là đây là một cuốn sách mình thấy nó review khá là hiện đại. Và mình muốn giới thiệu qua một chút về tác giả Trần Trọng Kim nhé. Ok, Trần Trọng Kim là sinh năm 1882 và mất năm 1953. Là người làng Kiều Lĩnh, xã Đan Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là một học giả uyên thâm cả tân học lẫn cựu học. Ông dành cả cuộc đời cho ngành giáo dục và cho nền văn hóa Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20, khởi đầu sự nghiệp trước tác từ năm 1914 khi phụ trách mục học khoa trên Đông Dương tạp chí bên cạnh Việt Nam Sử Lược và Nho Giáo. Là hai công trình đồ sộ và quan trọng nhất, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị vượt thời gian như Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Phật Lục, Việt Nam Văn Phạm và Sơ học Luân lý cũng là một trong số đó. Và Sơ học Luân lý là cuốn sách sơ giản và cũng là một trong số những cuốn sách hiếm hoi sớm nhất bằng quốc ngữ viết về vấn đề luân lý. Ok, và không để các bạn chờ lâu nữa và mình sẽ bắt đầu đi từ những trang đầu tiên luôn. Let's get it! Đức Phu Tử nói rằng, người học trò ở trong nhà thì hiếu với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường kẻ bề trên, làm việc gì thì cẩn thận, nói điều gì thì tín, rộng lòng thương người và lại thân với kẻ có nhân. Hễ làm được những điều ấy rồi mà còn có thừa sức thì hãy học văn chương xảo kỹ. Luận ngữ, Thiên Học Nhi. Lời nhà xuất bản. Luân là trật tự, là thứ bậc giữa người với người. Lý nghĩa gốc là rũa dọc, sau được hiểu là sửa sang, chỉnh lý, làm cho chỉnh tề ngay ngắn. Vậy luân lý hiểu một cách nôm na chính là sửa sang, chỉnh lý, làm sao để trật tự, quan hệ giữa người với người được tề chỉnh, được ngay ngắn. Con người ta sinh ra trên đời vốn chẳng thể sống được một mình mà cần phải giao thiệp với người khác. Và khi đã giao thiệp thì sẽ nảy sinh những mối quan hệ như gia đình, bằng hữu, thầy trò, đồng môn. Đó được xem là nền tảng quan trọng để cho một xã hội mà bản thân chúng ta là một thành viên trong đó được phát triển một cách hoàn thiện về mọi mặt. Vậy làm thế nào để người ta có thể điều hòa được những mối quan hệ đó, khiến chúng trở nên có điều lý, được chính đáng, được hài hòa? Khi ấy người ta phải cần đến luân lý. Luân lý là những quy tắc căn bản để đối nhân xử thế, để điều hòa mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp. Luân lý không phải là những gì cao xa, uyên thâm mà chỉ đơn giản là cách hành xử của bản thân, mỗi người thường ngày với những sự vật, sự việc chúng ta gặp mỗi ngày. Không chỉ ở Việt Nam, mà nhìn rộng ra các quốc gia Đông Á xưa nay, cái học luân lý rất được chú trọng và được xem là nền tảng để duy trì trật tự xã hội một cách hoàn hảo nhất. Tại Việt Nam xưa kia cũng đã có những sách dạy về luân lý hết sức căn bản. Nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến bộ sách giáo khoa nổi tiếng Luân lý Giáo khoa Thư do nhóm Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận là những học giả, nhà giáo dục nổi tiếng biên soạn trong những năm đầu thế kỷ 20. Thế nhưng hẳn ít người biết rằng, trước khi bộ sách đó ra đời, Trần Trọng Kim có biên soạn một cuốn Sơ học Luân lý vào khoảng năm 1919. Có lẽ nó là tiền đề cho cuốn Luân lý Giáo khoa Thư sau này. Cuốn Sơ học Luân lý với mục đích viết cho trẻ em, sơ học nên hết sức cổ động, xúc tích và dễ hiểu. Nhận thấy nội dung sách vẫn còn giá trị thực tiễn với xã hội ngày nay, chúng tôi in lại cuốn sách này như một cách để duy trì và khuếch trương tư tưởng cha ông và cũng mong rằng ngõ hầu sẽ giúp ích được cho trẻ em Việt Nam trong việc tôi rèn đạo đức luân lý. Trong lần in này, chúng tôi theo nguyên văn sách
chỉ chỉnh sửa một vài lỗi chính tả nếu có theo quy định chính tả hiện hành, và cũng để thuận tiện cho việc theo dõi, tránh rườm rà, chúng tôi đã được lược bỏ phần chữ pháp được tác giả bổ sung trong mỗi chú thích. Dù đã cố gắng hoàn thiện nhưng việc sai sót lại khó tránh khỏi. Rất mong quý độc giả thể tất và chỉ chính. Trân trọng giới thiệu, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời nói đầu năm 1950. Sách Sơ học Luân lý này xuất bản từ năm 1919, đến nay kể ra đã hơn 30 năm rồi, mà những điều tác giả đem ra giảng dạy trong sách ấy còn có thể thích hợp với cái chương trình tiểu học ngày nay. Vì thế cho nên có nhiều người muốn đem tái bản sách này để trẻ em có sách mà học tập, trong khi những sách bằng quốc văn còn hiếm hoi. Chúng tôi đem ý ấy ngỏ cùng tác giả và chúng tôi đều vui lòng làm một việc có thể giúp ích cho việc học của trẻ em nước nhà. Nhà xuất bản Tân Việt. Tựa: Luân lý là một sự quan trọng hơn cả trong sự giáo dục ở sơ đẳng học đường, cho nên chương trình của chính phủ đặt ra phải để mục luân lý đứng đầu cả các mục khác. Vậy sách luân lý tất là sách thiết yếu cho học trò đi học, ngày ngày phải dở ra mà xem cho hiểu rõ những điều thầy đã giảng dụ ở học đường về những việc nhân nghĩa, đạo đức của người ta là thế nào. Những điều đó ta có hiểu hết, hiểu biết rõ ràng thì mới có thể sửa đổi được cái cách ăn ở của mình cho phải đạo thường, và mới đi di dưỡng và mới di dưỡng được những tính tình của mình cho nên người có phẩm hạnh. Quyển sách hệ trọng cho sự giáo dục của những thiếu niên đi học như thế thì cần phải cho giản dị, minh bạch, không có chỗ nào là chỗ tối tăm khó hiểu. Trước là để cho khỏi sự sai lầm, sau là để tập sự ngôn ngữ và sự phán đoán của trẻ cho chính, của trẻ cho ngay chính phần mình. Ấy là cái chủ đích của các nhà làm sách cho học trò trẻ con học cần phải như thế thì quyển sách mới có ích vậy. Còn như sự dạy luân lý thì người làm thầy cũng phải hiểu rằng sách là thường chỉ để làm quy củ mà thôi, chứ sự dạy cốt ở lời ông thầy nói ra. Vậy nên bao giờ ông thầy dạy điều gì thì cần phải giảng giải cho rõ ràng, phải tìm những thí dụ thích hợp với điều mình dạy để cho học trò chóng hiểu, rồi lấy những câu hỏi có ý tứ mà khiến cho học trò tập phán đoán cho quen. Học luân lý lại cần hiểu rõ mặt ý nghĩa hơn là học nhớ thuộc lòng. Cho nên khi giảng bài xong, ông thầy nên bắt học trò nói tóm lại mấy câu những cái đại ý ở trong bài mình dạy, rồi hãy đọc lời toát yếu cho học trò viết vào vở để học thuộc lòng. Quyển sách luân lý mới này là theo cái chủ đích ấy mà soạn ra, và soạn đúng như chương trình của chính phủ mới định. Soạn giả lại cố dùng những lời lẽ dễ dàng để cho vừa sức của học trò ở lớp sơ đẳng. Chỗ nào có chữ gì khó hiểu hoặc là tiếng mới dùng bằng chữ nho thì đã giải thích ở dưới để ai xem không thể lầm lẫn được. Soạn giả mong rằng cái công phu nhỏ mọn của mình mà có ích cho sự giáo dục thiếu niên nước nhà được một vài phần thì thật là thỏa lòng lắm vậy. Trần Trọng Kim. Bài mở: Các anh ở nhà thì có ông bà, cha mẹ, anh em, chị em. Đi học thì có thầy, có bạn. Rồi sau lớn lên có làng, có nước. Tự lúc nhỏ cho chí lúc lớn. Lúc nào các anh cũng cần phải biết cách cư xử với kẻ nọ người kia cho phải đạo. Lại còn mình đối với thân mình phải giữ gìn thế nào cho cái phẩm hạnh được thanh cao, cái giá trị được tôn trọng. Những mối ấy đều là mối cốt yếu của sự luân lý vậy. Nhưng tóm lại mà nói thì luân lý chỉ cốt có một điều là phải khiến sự ăn ở của mình thế nào cho hợp với cái đạo thường của người ta ở trong xã hội. Cái đạo thường nói vắn tắt lại thì chỉ có hai câu mà thôi, là làm điều lành và tránh điều ác. Dẫu các anh tuy còn trẻ dại, nhưng chắc là anh nào cũng biết rằng yêu kính cha mẹ là phải, ăn ở với mọi người phải có nhân từ là phải, mà bất hiếu bất mục là trái, ăn trộm ăn cắp hoặc đánh lừa nói dối là trái. Sự phải và sự trái ấy là cái đạo tự nhiên của mọi người, ai cũng biết mà ai cũng phải theo để làm cái phương châm cho sự ăn ở của mình. Cái đạo ấy tuy giản dị như thế mặc lòng, nhưng vì người ta ở trong xã hội, cái tình dục mỗi người một khác, cái quyền lợi mỗi người một nhiều ra, cho nên cách giao thiệp với nhau thành ra khó. Sự ăn ở cần phải gìn giữ, giá không có cương thường đạo lý để chỉ bảo cho mình biết thế nào là phải, thế nào là trái, thế nào là hay, thế nào là dở, thì người ta cư xử với nhau thành ra hỗn độn, không hợp với cái đạo làm người nữa. Vậy nên ta cần phải học luân lý để mở mang cái lương tâm cho sáng rõ, luyện tập cái tính tình cho tao nhã và cái ý chí cho bền chặt, khiến cho sự ăn ở của mình có thứ tự được điều hòa, khác với cách ăn ở của những giống cầm thú.
Sau này ta cứ theo thứ tự mà xét các bổn phận của mình. Trước hết ta xếp bổn phận của mình ở với mọi người trong gia tộc, rồi đến bổn phận của mình đối với thầy, với bạn ở học đường. Sau cùng ta xếp bổn phận của mình đối với thân mình và đối với mọi người trong xã hội. Chủ đích là để cho các anh biết rõ những bổn phận của mình mà khiến sự ăn ở cho hợp luân lý vậy. Toát yếu. Người ta từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, lúc nào cũng cần phải biết cách ăn ở và giao thiệp với kẻ nọ người kia. Bao giờ cũng cần phải làm điều lành, tránh điều ác, ấy là cái đạo thường của mọi người phải tuân theo vậy. Cách ăn ở với mọi người có nhiều sự khó khăn, cho nên ta cần phải học tập luân lý để mở mang lương tâm, luyện tập tính tình và ý chí. Người ta ở đời có nhiều bổn phận ở với mọi người trong gia tộc, bổn phận ở với thầy, với bạn, bổn phận đối với thân mình và đối với mọi người trong xã hội. Đầu bài 1. Luân lý quan hệ cho người ta thế nào? 2. Chuyện một người ăn ở không có luân lý bị người ta khinh bỉ. Gia tộc luân lý. 1. Bổn phận ở trong gia tộc. Các anh ở nhà thì anh nào cũng có ông bà, cha mẹ, anh em và lại có chú bác, cậu mợ, cô dì. Tất cả những người ấy gọi là người một nhà hay người một họ mà chữ thì gọi là gia tộc. Người một gia tộc ở với nhau thì phải thương yêu nhau, bênh vực nhau và giúp đỡ nhau trong lúc hiểm nghèo. Những cách ăn ở với nhau như thế gọi là bổn phận của mọi người ở trong gia tộc. Bổn phận là phần riêng của mình phải làm, việc mình phải làm, mình có làm những việc ấy thì mới hợp với ngánh, thì mới hợp với cái nghĩa của người ta ở đời. Như các anh đi học ở đây, anh nào về nhà cũng có những bổn phận ấy, vậy các anh cần phải biết rõ những bổn phận ấy để khiến cách ăn ở của mình cho phải đạo thì mới thành được người hiếu thảo, đáng yêu, đáng quý. 2. Đạo làm con ở với cha mẹ. Kể từ khi con mới sinh ra cho đến khi con khôn lớn lên, biết ăn, biết nói, biết đi, biết chạy, cha mẹ phải nuôi nấng công trình biết là bao nhiêu. Mẹ thì mang nặng đẻ đau, ăn cay uống đắng, chăm lo nhìn sợ vì con. Con khóc mẹ buồn, con cười mẹ vui. Lúc con xài yếu mẹ phải chịu dơ, chịu bẩn, quên ăn, quên ngủ. Khổ sở thế nào cũng phải chịu, chỉ mong cho con được ăn chơi khỏe mạnh, chứ không tưởng đến thân mình. Cha thì phải đi làm lụng khó nhọc, phải lo đêm lo ngày, cho con được no ấm, cho nhà được sung túc. Đến khi con khôn lớn thì dạy con điều hay điều dở, rồi lại lo liệu cho con đi học để mở mang trí tuệ. Cha mẹ nuôi con khó nhọc như thế, vất vả như thế, thì công đức to biết là bao nhiêu. Vậy bổn phận làm con là phải tìm cách mà thờ cha mẹ, để cha mẹ được thỏa lòng, gọi là có báo đền chút đỉnh cái công trời bể. Thánh nhân đời trước nói rằng, vi nhân phụ chỉ ư từ, vi nhân tử chỉ ư hiếu. Nghĩa là làm cha thì cốt phải có lòng từ, làm con thì cốt phải có lòng hiếu. Lòng từ là lòng cha mẹ yêu thương con, lo dạy bảo cho con thành người có đức hạnh. Lòng hiếu là lòng tử tế của con phải ở với cha mẹ, cho cha mẹ được thỏa lòng. Luân lý của ta xưa nay vẫn lấy điều hiếu thuận làm trọng hơn cả cái đức tính khác của người ta. Vậy thế nào gọi là hiếu? Hiếu là nói gồm tất cả các cách của người con phải cư xử với cha mẹ cho phải đạo. Những cách ấy thì nhiều, nhưng tóm lại thì chỉ cốt phải yêu mến, tôn kính, biết ơn, nghe lời và giúp đỡ cha mẹ. Hễ ở với cha mẹ được đủ bấy nhiêu điều ấy thì chắc là một người có hiếu vậy. 3. Lòng yêu mến. Cha mẹ nuôi con thật là vất vả, 9 tháng nặng nề, 3 năm khổ sở, bồng bế hôn hít, xài ghẻ nâng niu, không quản gì công lao khó nhọc. Vậy đạo làm con là phải hết sức mà yêu mến cha mẹ. Lòng con yêu mến cha mẹ là lòng tự nhiên ai ai cũng có cả, nhưng càng nghĩ thâm thía cái công cha mẹ nuôi mình bao nhiêu thì mình lại càng yêu mến cha mẹ hơn bấy nhiêu. Đã yêu mến cha mẹ thì lúc nào cũng săn sóc hỏi han, ở nhà thì giúp đỡ công kia việc nọ, đi học thì chăm chỉ học hành, không bao giờ làm điều gì cho cha mẹ phải tức giận hay là phải buồn bực. Khi mình lỡ làm ra điều gì không phải, cha mẹ có trách mắng thì mình cũng không hờn giận, là vì cha mẹ muốn cho mình nên người tử tế mới trách mắng, chứ không phải là có lòng ghét bỏ gì mình. 4. Tôn kính. Còn đã yêu mến cha mẹ thì tất là biết tôn kính cha mẹ. Cha mẹ nuôi nấng mình, cho mình học hành, dạy bảo mình điều hay điều dở, thì cái lòng hiếu thảo của mình bắt phải tôn kính cha mẹ. Tôn kính cha mẹ tức là giữ lễ phép với cha mẹ,
nhưng mà lễ phép một cách ân thân ái khác với cái lễ phép đối với người ngoài, cách ăn, cách nói, lúc đứng, lúc ngồi, ta phải giữ gìn ý tứ, cho cha mẹ không có điều gì mất lòng trái ý, cách cư xử trong nhà, phải cho hòa thuận, không có tiếng nặng, tiếng nhẹ bao giờ, không được mắng đá, mắng chó đá mèo, nói mỉa, nói mai. Lúc cha mẹ dạy bảo điều gì thì phải hòa mặt dịu lời mà nghe, chứ không được nặng mặt xa mày là một cách rất vô lễ. Con nhà tử tế mà có học thì bao giờ ở trong nhà cũng có lễ phép mà vẫn là thân ái. Con tôn kính cha mẹ thì không được giấu giếm và dối trá điều gì cả. Có làm việc gì thì phải hỏi cha mẹ, đi chơi đâu phải xin phép, phải nói chỗ đi, hẹn lúc về để cha mẹ khỏi trông mong lo sợ. Đi đâu về phải vào chào hỏi để cha mẹ được vui vẻ. Làm con là phải cư xử thế nào cho cha mẹ không tức giận điều gì. Dẫu cha mẹ ăn ở thế nào mặc lòng, bổn phận người con là phải tôn kính cha mẹ, mà tôn kính một cách thành thực bao giờ cũng vậy. Lúc còn nhỏ ở nhà với cha mẹ làm sao, lúc khôn lớn lên thành gia thất rồi cũng phải như thế thì mới phải là người con có hiếu. 5. Vâng lời. Cha mẹ sinh con ra phải nuôi, phải dạy con, vậy thì cái bổn phận của con là phải vâng lời cha mẹ. Vả như các anh đây còn nhỏ dại, trí lự chưa có. Trí lự là cái khôn để mà suy xét, phán đoán mọi việc. Công việc chưa quen, việc gì các anh còn chưa biết thế nào là hay, thế nào là dở, tất phải có cha mẹ chỉ bảo cho thì mới khỏi sai lầm được. Vậy nên các anh phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ dạy bảo điều gì thì phải nghe, cho ăn mặc gì cũng phải chịu, đừng có đòi hỏi. Khi cha mẹ đã cấm không cho chơi bời gì thì đừng có cưỡng lại. Bất kỳ việc lớn việc nhỏ, hễ cha mẹ đã sai bảo thì phải theo ý cha mẹ mà làm, để cho cha mẹ được mắt lòng vui dạ. Thầy Mạnh Tử nói rằng: bất đắc hổ thân, bất khả dĩ vi nhân, bất thuận hổ thân, bất thuận hổ thân, bất khả dĩ vi tử. Ăn ở không được lòng cha mẹ không phải là đạo làm người, không nghe lời cha mẹ không phải là đạo làm con. Các anh nên nhớ lấy điều ấy để mà răn mình. Nhưng các anh phải biết rằng vâng lời cũng có nhiều cách. Tại sợ hãi mà vâng lời, có khi tại lòng hiếu thảo mà vâng lời. Thí dụ như anh Ất kia là người giả dối, chỉ thích chơi bời không chịu học hành. Cha mẹ bảo anh ấy làm việc gì thì anh ấy không muốn làm, nhưng vì sợ phải mắng hay là phải đánh cho nên mới làm, rồi trong bụng lấy làm oán giận và nặng mặt xa mày, nói nọ nói kia. Cách vâng lời như thế là một cách nô lệ đê hạ, ta không nên bắt chước làm gì. Người nào đã có hiếu là tự mình muốn vâng lời cha mẹ, bởi vì mình yêu cha mẹ mình, trọng cha mẹ mình, cho nên mình vâng lời cha mẹ. Vâng lời như thế mới là quý và mới là một người có trí lớn, hiểu được cái đạo làm con thờ cha mẹ vậy. Các anh lại phải biết rằng sự vâng lời là sự rất quan hệ cho người ta ở đời. Ai ai cũng cần phải biết vâng lời thì mới làm được công kia việc nọ. Thí dụ như người đi làm thợ mà chủ bảo một đường, mình làm một lẻo, không chịu nghe lời chủ dặn thì ai thuê người thợ ấy làm gì? Hoặc là người đi làm quan, làm lính mà lại không chịu tuân lệnh theo quan trên, sai khiến thì tất là mọi việc hư hỏng cả. Bởi vậy, lúc các anh còn trẻ nên tập mà vâng lời cho quen. Tập vâng lời là tập cái ý chí của mình một thể, vì rằng ý chí có kiên cố thì mới vâng lời một cách tự do được. Chứ nếu mình thích điều gì làm điều ấy, muốn cái gì lấy cái ấy thì còn bắt buộc mình sao được. Tục ngữ Tây Phương có câu rằng: ai không biết vâng lời thì không biết sai khiến. Các anh nên tập cách vâng lời cho phải lẽ thì mới thành được người có đức hạnh. 6. Biết ơn. Phàm người nào đã biết yêu mến và tôn kính cha mẹ thì tất là biết ơn cha mẹ, vì cái lòng biết ơn là cái lòng tự nhiên của người ta. Hãy xem như khi mình đi ra ngoài đường, có ai giúp đỡ cho việc gì, mình còn nói cảm ơn người ấy, tức là một cách mình tỏ cái lòng biết ơn của mình. Huống chi cha mẹ mình sinh mình ra, nuôi nấng mình mất biết bao nhiêu là công trình khó nhọc, lại lo cho mình ăn học nên được người tử tế, có đức hạnh, thì cái ơn ấy nặng là bao nhiêu. Chỉ có những đồ vô học, đê hạ như giống súc vật thì mới quên ơn bạc nghĩa với cha mẹ. Những đồ ấy thì ta nên khinh bỉ, không thèm nói đến. Còn những người có lương tâm, biết thờ cha mẹ, biết thờ cha kính mẹ thì không bao giờ dám quên ơn cha mẹ.
dầu khi khôn lớn lên mà có làm nên giàu sang kia nọ cho cha mẹ nhờ, thì mình cũng không dám chắc đã báo đền được chút đỉnh cái công ơn trời bể của cha mẹ. Bổn phận làm con là phải biết ơn cha mẹ, nhưng lúc còn nhỏ dại như các anh đây thì làm thế nào mà tỏ ra cho cha mẹ biết là các anh có lòng biết ơn. Thí dụ như anh Ất kia, đi học thì lười biếng, về nhà thì cãi nhau đánh nhau với anh em, cha mẹ sai bảo điều gì không được, rồi lại nói dối nói giá để cho cha mẹ buồn bực. Như thế anh Ất có phải là người biết ơn cha mẹ không? Chắc là các anh đây ai cũng bảo anh Ất là người bất hiếu. Vậy thì ta nên ở với cha mẹ một cách khác với anh Ất. Đi học thì ta chăm chỉ học hành, về nhà thì hòa thuận với anh em. Cha mẹ bảo làm việc gì ta cố sức mà làm để giúp đỡ cha mẹ, bao giờ cũng nói thật, dẫu có làm điều gì hư hỏng cũng không dám giấu giếm cha mẹ. Như thế, tất là cha mẹ được thỏa lòng, mà làm cho cha mẹ được thỏa lòng, ấy là một cách mình tỏ lòng biết ơn của mình với cha mẹ vậy. Lúc mình còn nhỏ dại, sự biết ơn của mình chỉ cốt ở cách vâng lời và lòng yêu mến cha mẹ mà thôi. Chứ lúc mình đã khôn lớn lên, cái bổn phận của mình đối với cha mẹ lại nặng thêm ra nữa, là vì cha mẹ mỗi ngày một già yếu đi, mình phải hết lòng mà phụng dưỡng cho bỏ cái công cha mẹ nuôi mình từ lúc thơ ấu. Mình càng khôn lớn lên bao nhiêu thì mình lại hiểu rõ cái công đức của mẹ mình bấy nhiêu, nhất là lúc mình đã thành gia thất rồi. Mình sinh con đẻ cái ra mà phải nuôi nấng, bấy giờ nghĩ đến cái ơn cha mẹ nuôi mình ngày trước thì lại càng thấm thía lắm nữa. Tục ngữ ta có câu rằng, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, thật là một câu nói rất phải. Thầy Từ Hạ nói rằng, sự phụ mẫu năng kiệt kỳ lực, con thờ cha mẹ phải cho hết sức. Vậy đạo làm con phải lấy lòng hiếu làm đầu, người có hiếu thì ai cũng yêu kính, mà Hoàng Thiên cũng không bao giờ nỡ phụ. Đoạn yếu. 1. Những người ở trong nhà như ông bà, cha mẹ, anh em, chị em và chú bác, cô dì, vân vân gọi là người trong gia tộc. Người ở trong gia tộc cần phải yêu thương, thương yêu giúp đỡ nhau. 2. Cha mẹ nuôi con thật là vất vả. Mẹ nuôi con từ thuở nhỏ dại, phải chịu nhiều điều cực khổ. Cha thì phải đi làm lụng vất vả và lại dạy bảo con biết điều hay điều dở. Vậy bổn phận con là phải ở cho vui lòng cha mẹ. Làm con ở với cha mẹ cốt phải có hiếu. Hiếu là cái đức tính rất trọng của người ta. Yêu mến, tôn kính, vâng lời và biết ơn cha mẹ tức là hiếu. Yêu mến cha mẹ. 3. Yêu mến cha mẹ thì lúc nào cũng phải săn sóc, hỏi han. Ở nhà thì phải giúp đỡ công việc, đi học thì chăm chỉ, học hành. Cha mẹ có trách mắng điều gì cũng không được hờn giận. 4. Tôn kính cha mẹ là phải giữ lễ phép, không để điều gì trái ý cha mẹ. Lúc cha mẹ dạy bảo điều gì thì phải hòa mặt dịu lời mà nghe. Còn tôn kính cha mẹ thì không được giấu giếm, giả dối. Lúc còn nhỏ cũng như lúc đã lớn, bao giờ cũng phải tôn kính một cách thành thực. 5. Làm con phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ dạy bảo điều gì thì phải nghe, cho ăn mặc gì phải chịu. Khi cha mẹ đã cấm không cho chơi bời gì thì đừng có cưỡng lại. Việc gì cha mẹ đã bảo làm thì phải hết sức mà làm cho cha mẹ vui lòng. Thầy Mạnh Tử nói rằng, ăn ở không được lòng cha mẹ không phải là đạo làm người. Không nghe lời cha mẹ không phải là đạo làm con. Ta nên nhớ lời ấy để mà răn mình. Ai biết vì lòng hiếu mà vâng lời là người biết thờ cha mẹ. Sự vâng lời là một sự rất quan trọng cho người ta. Có biết vâng lời thì mới làm được mọi công việc. 6. Cha mẹ nuôi con công trình khó nhọc thì đạo làm con phải biết ơn cha mẹ. Lúc mình còn nhỏ dại, muốn tỏ cho cha mẹ rõ là mình biết ơn thì đi học phải chăm chỉ, về nhà phải hòa thuận với anh em. Khi mình đã khôn lớn lên thì mình phải nuôi nấng cha mẹ, đừng để cho cha mẹ có điều gì buồn bực. Nhất là khi mình đã trưởng thành rồi, mình lại nên thờ cha mẹ một cách rất hiếu thảo. Người có hiếu thì ai cũng yêu cũng kính. Đầu bài 1. Các anh kể mọi lẽ lại tại làm sao một con phải yêu mến và tôn kính cha mẹ. 2. Các anh kể cách vâng lời thế nào là phải lẽ. 3. Lúc còn trẻ ở nhà và lúc khôn lớn lên phải ăn ở thế nào mới là người có hiếu. Con cháu ở với ông bà. Người con đã có hiếu với cha mẹ thì tất là yêu kính ông bà, bởi vì ông bà sinh ra cha mẹ cũng như cha mẹ mình sinh mình vậy. Có lẽ nào mình yêu kính cha mẹ mà lại không yêu kính ông bà? Và lại, ông bà bao giờ cũng thương yêu con cháu, xem như nhà anh dần có cụ ông,
Có cụ ông cụ bà thường đến buổi chiều dỗi việc, cụ ông hoặc là cụ bà ngồi kể chuyện cổ tích cho các cháu nghe. Lỡ khi nào anh Dần bị cha mẹ mắng đánh thì ông bà ngăn can ngăn, có ý bênh vực che chở cho anh ấy. Ông bà đi đâu về thì mua quà bánh cho cháu. Khi anh Dần nhức đầu, đau bụng thì cụ ông cụ bà thức đêm thức hôm băn khoăn hỏi han, cũng như là cha mẹ nuôi con vậy. Tình ông bà quyến luyến con cháu và thương yêu con cháu như thế thì ai là người có một chút lương tâm trong bụng mà lại nấu ăn ở tệ bạc với ông bà được. Và chăng ông bà là người tuổi già sức yếu, mình là con nhà có học, đi ra ngoài đường thấy người già cả còn phải giữ lễ phép, lỡ người ta có việc gì khó khăn mình còn phải bênh vực giúp đỡ, huống chi là ông bà mình hay sao. Bởi vậy bổn phận con cháu là phải yêu mến và tôn kính ông bà. Đi đâu về, ta phải hỏi han, ông bà có sai bảo gì, điều gì, ta phải hết sức mà làm. Nghĩa là mình thờ cha mẹ thế nào, thì mình thờ ông bà cũng vậy. Trước là để cho đẹp lòng cha mẹ, sau là để báo đền cái lòng tử tế của ông bà ở với con cháu. Tất yếu, ông bà sinh ra cha mẹ mình cũng như cha mẹ mình sinh ra mình. Ông bà thương yêu con cháu mà và bênh vực con cháu cũng như cha mẹ nuôi con vậy. Ông bà là người tuổi già sức yếu, bổn phận con cháu là phải yêu mến và tôn kính ông bà. Đi đâu về ta phải hỏi han, ông bà sai bảo điều gì, ta phải hết sức mà làm. Ta phải thờ ông bà cũng như thờ cha mẹ vậy. Đầu bài 1. Tại làm sao con cháu phải tôn kính ông bà? 2. Hết kể chuyện một đứa trẻ bất kính trong ông bà, ai cũng khen. Thờ kính tổ tiên. Người ta ai cũng có tổ tiên. Tổ tiên là cái gốc gia tộc nhà mình. Vì là trước khi có cha mẹ, có ông bà thì phải có tổ tiên. Tổ tiên trước đã phải làm lụng khó nhọc mới gây dựng nên cái cơ nghiệp nhà mình. Thí dụ như bây giờ, nhà anh Xỉu được thịnh vượng, họ hàng anh em đông đúc, người làm công này kẻ làm việc nọ, ấy cũng là nhờ có các cụ ngày trước tu thân tích đức, siêng năng cần kiệm, thì ngày nay con cháu mới được như thế. Nếu anh Sửu là người có học, biết nghĩ thì tất là anh ấy nhớ đến công đức của tổ tiên, phải hết lòng mà ăn ở cho phải đạo làm con cháu. Bởi vậy, cho nên bất kỳ tôn giáo nào cũng lấy sự thờ cúng tổ tiên làm rất trọng ở trong gia tộc. Nhưng mỗi tôn giáo có một cách thờ cúng riêng. Như những người theo tôn giáo Thiên Chúa thì tuy không cúng vá nhưng đến ngày giỗ ngày Tết cũng làm lễ ở nhà để nhà thờ để cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên được an tĩnh vui vẻ. Còn những người theo đạo Nho thì bao giờ cũng có bàn thờ để thờ ông bà ông vải, như là ông bà ông vải có sống ở đời vậy. Bao giờ con cháu cũng phải giữ gìn mồ mả, phụng sự hương hỏa một cách rất thành kính. Cách thờ cúng như thế là một cách bất vong bản, nghĩa là để giữ lấy cái gốc của nhà mình cho được lâu dài bền chặt vậy. Khép thờ cúng tổ tiên thiết tưởng không cần có mâm to cỗ đầy, chỉ cốt thành kính, lễ vật chỉ hương hoa tinh khiết là đủ. Tục ngữ có câu, tâm động quỷ thần chi, nén hương thấu đến thiên đình, hà tất phải có cỗ bàn mới có thờ cúng hay sao? Nhiều người nói rằng ở bên nước Nhật Bản có tục rất hay. Hãy đến ngày giỗ ngày Tết thì con cháu họ hàng hội họp tại nhà gia tộc trưởng, ngồi cả chung quanh bàn thờ, giỗ ai thì bày bài vị người ấy, rồi thắp hương và đốt hương đèn. Người tộc trưởng đứng dậy kể những hình dáng tính nết và công đức của người ấy lúc trước là thế nào cho con cháu nghe. Xong rồi, có thì ăn uống, không thì trò chuyện một lúc rồi về. Cách thờ cúng tổ tiên như thế thật là giản dị và hợp lẽ. Nếu ta nay bỏ bớt cỗ bàn đi mà bắt chước cái tục ấy thì tiện lợi biết là dường nào. Tất yếu, tổ tiên là cái gốc gia tộc nhà mình. Có tổ tiên thì mới có ông bà và cha mẹ. Tổ tiên gây dựng ra cơ nghiệp nhà mình. Cho nên bất kỳ tôn giáo nào, tuy sự thờ cúng khác nhau nhưng cũng lấy sự thờ cúng tổ tiên làm trọng cả. Con cháu thờ tổ tiên như là tổ tiên còn sống vậy, phải giữ gìn mồ mả và phụng sự hương hỏa một cách thành kính. Thờ tổ tiên không cần có cỗ bàn, chỉ cốt hương hoa tinh khiết là đủ. Đầu bài 1. Tại làm sao mà ta phải thờ phụng tổ tiên? 2. Sự cúng dỗ cúng Tết nên phải thế nào? Ở với họ hàng. Người ta ai cũng có họ hàng bà con. Họ hàng là tiếng gọi chung của những người có họ với mình, hoặc là họ nội, hoặc là họ ngoại, cũng gọi là họ hàng cả. Họ nội là họ về đàng cha, như là ông nội bà nội sinh ra mình, rồi đến các chú bác cô thím là anh chị em với cha mình. Họ ngoại là họ về đàng mẹ, như là ông ngoại bà ngoại sinh ra mẹ mình, rồi đến cậu mợ và dì là anh em chị em với mẹ mình.
Họ nội họ ngoại cũng như nhau, bởi vì người trong hai họ đều là người thân ái của cha mẹ mình, mà ai cũng có lòng thương yêu mình cả. Vậy mình phải kính trọng và giữ lễ phép với mọi người trong họ cũng gần như cha mẹ mình. Thỉnh thoảng phải đi lại thăm nom, đi đâu gặp thì phải vui mừng hỏi han. Khi nhà chú bác có công việc thì mình phải đi lại giúp đỡ, như thế thì cái tình họ hàng với nhau ngày càng thân thiết thêm ra. Trong họ lại có người ngang vai với mình, như là anh em, chị em, con nhà chú, nhà bác, nhà cậu, nhà dì đều cùng với mình có tình thân ái, thì mình cũng coi gần như là anh em ruột vậy. Lúc có điều gì nguy cấp thì ta bênh vực giúp đỡ, lỡ ra ai có nghèo khổ mà cha mẹ mình phải nuôi nấng thì ta nên lấy lòng yêu thương mà yêu mà đãi, đừng có phải ăn ở người cậy của khinh nghèo mà cực lòng người phải nhờ cậy. Họ hàng thì có chi họ nọ chi kia, có người họ gần, có người họ xa, nhưng dẫu xa đến đâu cũng là người một họ, cùng chung một ông tổ, cùng khí huyết với nhau, giống nhau như một cây to có nhiều cành mà vẫn là một gốc. Bởi vậy những người có họ hàng với nhau nên hòa một thân thiết, nên giữ gìn lấy nhau để cho được sum họp vui vẻ. Tục ngữ nói rằng máu loãng còn hơn nước lã. Lại có câu họ chín đời còn hơn người dưng, cũng là cốt nói cái ý ấy cả. Tất yếu, họ hàng là tiếng gọi chung của những người có họ với mình, họ nội và họ ngoại cũng gọi là họ. Cái cảnh anh hay là chị phải chịu khổ sở mà nuôi các em thì từ xưa đến nay thường có lắm, cảnh rất là cảm động. Ngày trước có một nhà anh em nuôi nhau rất là quý hóa. Nhà có ba anh em, cha mẹ đều mất cả. Người anh mới 17 tuổi. Hai anh em thì một đứa lên 5, một đứa lên 9. Khi người mẹ sắp mất, cầm tay người con trưởng mà dặn rằng: khi mẹ khuất đi, con phải gìn giữ và nuôi nấng các em như mẹ hãy còn vậy. Người con khóc mà vâng lời mẹ dặn, nhận lấy cái trách nhiệm nặng nề để nuôi hai đứa em dại. Trời ơi, người mới lớn lên độ 15, 17 tuổi thì đã biết gì, mà nhà lại thanh bạch, nghề nghiệp không có, từ thuở nhỏ cho đến lúc lớn, chỉ có việc đi học. Vậy làm thế nào mà theo được lời ủy thác của mẹ dặn lại? Nhưng cái lòng dũng cảm của người có hiếu thường không sợ việc khó khăn bao giờ. Khi việc táng tế xong rồi, người anh lên tỉnh, xin vào làm nho ở ty quan án. Ngày thì viết sổ, làm đơn để kiếm một quan đôi ba tiền. Tối lại đi hàng 2-3 giờ đồng hồ, về tới nhà trò chuyện với các em, rồi nằm nghỉ một chốc, đến độ đầu canh tư đã phải dậy để đi lên tỉnh. Người quen biết ai thấy thế cũng thương, cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhờ được cái lòng tử tế của người anh như thế, hai đứa em lớn lên được học hành, nên người có đức hạnh nết na. Sau mấy anh em nhà ấy đều làm ăn khá cả mà mọi người ai cũng kính mến. Các anh nghe chuyện ấy thì đủ biết là cái tình thân ái của anh em với nhau nặng là bao nhiêu. Ai là người đã đi học, biết 5-3 chữ, có một chút lương tâm, hiểu được điều phải, điều trái, thì không khi nào mà anh em lại nỡ ăn ở tệ bạc với nhau được. Mà các anh thử ngẫm xem, phàm những người đã biết hiếu với cha mẹ, tử tế với anh em, thì không mấy khi là người bạc ác. Bởi vậy cho nên những thánh hiền đời trước dạy người cốt lấy hai chữ hiếu đễ làm đầu. Hiếu là đạo làm con ở với cha mẹ, đễ là đạo anh em ở với nhau. Hễ ai đã bất hiếu bất đễ là đáng khinh, đáng bỉ. 3. Anh em phải hòa mục, đã là anh em ruột thịt với nhau, tình nghĩa rất là thâm trọng, thì tưởng không bao giờ anh em ghét bỏ nhau được. Thế mà ở đời vẫn thấy có người vị đồng tiền phân bạc, miếng ruộng gian nhà, anh em cãi nhau đánh nhau, rồi đưa nhau đi thưa kiện, làm tuyệt đường nhân nghĩa. Thậm chí có người vì một lời nói chua cay hoặc vì miếng ăn nhỏ mọn mà rồi anh em lạnh lẽo với nhau quá người dưng nước lã. Những người như thế là người hèn mặt đê hạ, ăn ở trái lẽ cương thường, trái đạo trời đất, không phải là người lương thiện. Các anh thử nghĩ mà xem, của cải nào bằng tình nghĩa anh em được, của cải trời cho, ta có thể làm ra được, chứ tình nghĩa thân ái của anh em mà mất đi thì không tìm thấy được nữa. Bởi vậy, không bao giờ ta nên vì sự tài lợi mà bỏ tình ruột thịt. Giàu cha mẹ giàu có để lại cho con tiền nghìn bạc mớ đi nữa, mà trong anh em ai có được phần hơn hoặc phải phần kém thì cũng đừng lấy điều đó mà tị nạnh nhau.
vì rằng có hơn kém ít nhiều. Thì cũng là trong anh em với nhau mà thôi, chứ có thiệt đi đâu mà ngại. Nếu anh biết nhường em biết kính anh, thì khi nào đến nỗi anh em vì tiền của mà kiện cáo nhau được. Các anh ơi, các anh phải biết rằng anh em cùng một cha mẹ sinh ra, cũng tự hồ như cây một gốc mà mọc lên. Ta phải biết yêu mến nhau và giữ bổn phận mà ăn ở với nhau cho hòa thuận. Những nhà mà anh em chị em hòa thuận thì trên cha mẹ được vui lòng thỏa dạ, trong nhà được sum họp vui vầy. Và chăng anh em chị em mà biết yêu mến nhau, có điều gì biết giúp đỡ nhau, bênh vực lẫn nhau, thì nhà ấy chắc là thịnh vượng, người ngoài không khinh bỉ và hà hiếp được. Như thế có phải hòa thuận là sự rất quý cho gia tộc hay không? Tục ngữ có câu rằng huynh đệ bất hòa là nhà hết phúc. Ta nên lấy câu ấy làm răn và lấy sự hiếu mục làm đầu sự ăn ở của mình trong nhà. 4. Chuyện ba anh em họ Điền. Đời trước có chuyện ba anh em họ Điền, cha mẹ mất sớm, ba anh em ở với nhau. Anh cả và anh hai lấy vợ rồi vẫn cứ ở chung một nhà mà không có tiếng tăm gì. Đến khi người em thứ ba lấy phải người vợ không hiền, thấy sự ăn tiêu chung chạ như thế, sợ hai anh chiếm giữ mất quyền lợi của mình, mới xui chồng xin ra ở riêng. Người chồng thấy vợ nói ra nói vào cũng chiều lòng, nói với hai anh xin chia của ra. Hai anh trước còn không thuận, sau thấy vợ chồng người em thứ ba cứ kêu nài mãi, bèn có gì chia cả ra làm ba. Ở trước sân có một cây cổ thụ, xưa nay vẫn tươi tốt. Ba anh em định ngày mai thì chặt xuống để chia mỗi người một phần cho đều. Sáng hôm sau, người anh cả gọi hai em đến để đi chặt cây, thì thấy cây đã chết khô đi rồi, người anh cả mới ôm gốc cây mà khóc. Hai anh em đều nói rằng, cây kia đáng giá bao nhiêu mà anh thương tiếc như thế. Người anh nói, nào có vị gì cây ấy mà ta khóc đâu, ta nghĩ ba anh em ta cùng một cha mẹ sinh ra, khác gì cây kia một gốc sinh ra bấy nhiêu cành và lá rườm rà tốt tươi biết giường nào. Chỉ hôm qua ta định chặt nó xuống để chia cho nhau, có lẽ nó không nỡ sống mà chịu sự phân ly ra, cho nên mới một đêm mà đã chết khô. Nếu anh em ta phân ly ra rồi cũng giống như cây ấy mà thôi, bởi thế cho nên ta động lòng thương mà khóc. Người em thứ ba nghe anh nói thế, trong lòng cảm động, nghĩ mình không bằng giống thảo mộc, mới ôm anh mà khóc rồi tình nguyện xin cứ ăn ở như cũ. Từ đó về sau, họ Điền cứ đời đời ở với nhau rất là hòa thuận, tiếng khen khắp cả thiên hạ. Toát yếu, anh em chị em là cùng một cha mẹ sinh, ta nên xem nhau như tay chân, ta phải thương yêu nhau. Ở trong nhà thì nhường nhịn nhau, đừng có ganh tị mà sanh ra sự bất hòa và lại làm phiền lòng cha mẹ. 2. Anh và chị là người sanh trước mình và đã khôn lớn hơn mình, vậy nên mình phải tôn kính. Khi anh hay chị sai bảo điều gì, mình phải vâng lời, đừng có cãi lại. Nhưng người làm anh làm chị phải ăn ở cho đứng đắn để các em bắt trước. Người làm anh làm chị phải trông nom và dạy bảo các em để đỡ việc cho cha mẹ. Khi cha mẹ mất sớm thì anh hay là chị phải nuôi các em như cha mẹ còn sống vậy. Tình nghĩa anh em rất là nặng nề, không bao giờ ta nên tệ bạc với nhau. Anh em với nhau không nên vì tiền của mà thưa kiện nhau, không nên vì sự ăn uống mà ghét bỏ nhau. Ai làm những điều nhỏ mọn mà lìa bỏ anh em là người bất lương. Những nhà mà anh em chị em hòa thuận thì cha mẹ vui lòng, và trong nhà được sum họp vui vầy. Anh em hòa thuận thì người ngoài không khinh bỉ và không hà hiếp được. Anh em họ Điền đời xưa cũng vì biết ăn ở hòa thuận với nhau mà để tiếng thơm về đời sau. Đầu bài, anh Dung lên 4 tuổi ăn quả lê, biết nhường cho anh, người đời sau ai cũng khen điều ấy. 2. Anh và chị ở với em, cần phải thế nào? Ở với đầy tớ. 1. Những đầy tớ, trừ những nhà nghèo khổ ra không kể, còn những nhà thường thường thì ai cũng có công kia việc nọ, cho nên ai cũng cần phải nuôi người ăn người ở để mà sai khiến. Những người đi làm như thế là những người đói khổ, phải đem thân đi làm tôi tớ để kiếm miếng cơm mà ăn, manh áo mà mặc. Những người ấy tuy không phải là họ hàng thân thích với mình, nhưng đã vào ở nhà mình, sớm tối hầu hạ và giúp đỡ mọi việc, cùng với nhà mình hưởng sự vui mừng sung sướng, hoặc là chịu sự buồn bực khổ sở, thì có khác gì người cùng một họ với mình không?
Lắm khi trong nhà mình có người đau yếu hoặc là mắc phải điều gì khó khăn, những đầy tớ cũng lắm đứa có công phu khó nhọc, chịu mọi đường khổ sở để giúp việc cho chủ. 2. Bổn phận trụ nhà, chủ nhà ở với đầy tớ. Những người làm đầy tớ thường có lắm người thật thà trung nghĩa, nhưng cũng có lắm kẻ không ra rình, không ra gì, ở với chủ mà không làm lợi cho chủ, và lại có tính gian dối lừa đảo. Vậy nên người ta làm chủ cốt phải biết chọn người mà nuôi, chứ đừng có gặp đâu nuôi đấy mà sau thành ra nhiều sự thiệt hại. Người đầy tớ là chân tay của người chủ mình. Việc nhà, việc cửa, khi mua cái nọ, bán cái kia thường ở tay người đầy tớ cả. Nếu phải đứa gian phi xảo quyệt thì có phải là thiệt hại cho mình không? Không những thế mà thôi, nếu ở trong nhà mà phải người đầy tớ không ra gì thì còn có thể hại đến cả sự giáo dục của con cái nữa. Bởi vì đầy tớ với trẻ con trong nhà thường hay xuồng xã với nhau, xem rồi trẻ nó tập lấy những thói quen xấu quen thân đi. Xem như thế thì việc nuôi đầy tớ cũng là một việc quan trọng cho nhà mình vậy. Ta phải biết rằng, dẫu có tìm được người ngay lành nữa mà người làm chủ không biết pháp trị nhà thì rồi cũng thành ra dở. Phàm làm chủ là điều gì cũng phải biết đến. Đừng để người đầy tớ nó bưng được mắt mình, nhưng cũng không nên vì thế mà thành ra làm nản lòng những người có bụng trung thành. Bao giờ ta cũng phải có lòng khoan nhân để bao dung cho những kẻ hiền hạ làm tôi tớ, thì rồi mới bắt được nó làm hết việc bổn phận. Đã để là người làm chủ nhà thì phải trông nom đến mọi việc và lại biết tin cậy người đầy tớ, vì rằng có biết trông nom thì những người ăn người ở trong nhà mới không lừa được mình. Và có biết tin cậy thì chúng nó mới hởi bụng mà làm mọi việc cho mình. Nuôi đầy tớ thì ta phải biết thương đầy tớ mới được. Có sai bảo điều gì ta phải có chừng mực. Đừng có chưa xong việc nọ đã dồn đến việc kia. Người ta dẫu khỏe mạnh đến đâu, sức lực cũng không có thể vô hạn được. Vậy nên, làm việc gì ta cũng phải để cho nó nghỉ ngơi một đôi chút. Đứa nào có lầm lỗi điều gì hoặc là lỡ tay đánh đổ đánh vỡ cái gì thì sự cũng đã rồi, ta bảo qua cho nó biết để nó giữ gìn. Chứ đừng có chửi mắng và đập đánh mà tủi thân con người ta. Miếng ăn miếng uống thì ta phải trông nom cho no đủ, đừng để thiếu thốn mà tội nghiệp. Khi mùa đông tháng giá, ta nên cho mền, cho chiếu, không nên để những tôi tớ trong nhà phải rét mướt. Lỡ khi đầy tớ phải đau ốm hoặc là mắc phải công việc khó khăn thì phải sẵn lòng giúp đỡ, đừng có theo thói những người bội bạc mà con lành con ở cùng bà, váng mình sốt mẩy con ra ngoài đường. Ta nên nghĩ rằng người làm đầy tớ cũng là người như mình, chỉ vì đói khó cho nên mới đi ăn đi ở, thì ta phải cư xử thế nào cho có nhân có nghĩa mới phải đạo làm người. 3. Bổn phận là người làm đầy tớ. Người làm chủ phải ăn ở tử tế với người làm đầy tớ, thì người làm đầy tớ cũng phải ăn ở cho hết cái bổn phận của mình. Người làm đầy tớ trước hết phải giữ lấy cái bụng thực thà ngay thẳng, đừng có tham lam. Hễ người chủ càng tin cậy mình bao nhiêu thì mình lại càng hết lòng ngay thẳng mấy nhiêu. Chủ sai bảo điều gì thì mình phải vâng lời, rồi cố sức làm cho đến nơi đến chốn. Mình ở nhà ai thì mình hết sức che chở và giữ gìn cho nhà ấy, bao giờ cũng lấy lòng tín nghĩa làm đầu, càng ở lâu cái tình thân ái và quyến luyến lại càng nặng thêm ra. Nếu mình ăn ở như thế thì chắc không bao giờ người chủ lại nỡ phụ cái bụng trung hậu của mình, mà dẫu có gặp phải người bội bạc nữa thì ta cũng cam tâm mà làm cho hết việc bổn phận. 4. Bổn phận con cái ở với đầy tớ. Thường có nhiều nhà có cái thói hay chửi mắng và đập đánh đầy tớ, làm như là những người đã vào ở nhà mình thì mình có quyền muốn hành hạ thế nào cũng được. Đấy là một sự bất nhân bạc ác, các anh không nên bắt chước làm gì. Các anh ơi, các anh nhờ cha mẹ nuôi cho được no ấm sung sướng, các anh nên nghĩ đến con nhà nghèo khổ, phải đem thân đi ăn đi ở để kiếm miếng ăn. Nó cũng là người như mình, chỉ vì nhà nó nghèo hèn cho nên nó mới phải chịu sự vất vả khổ sở. Các anh nghĩ như thế thì tất là các anh đem lòng thương xót nó. Lúc sai bảo điều gì, ta phải lựa lời mà nói. Với người hơn tuổi thì ta gọi bằng bác, với người kém tuổi thì ta dùng lời êm ái dịu dàng. Chứ đừng có bắt chước những con nhà bất dạy, cậy nhà mình có tiền có của, hơi một tí là quát tháo ậm rầm rĩ lên. Một nhà hiền triết đời trước nói rằng, ta phải ở với người bề dưới cũng như ta muốn cho người bề trên ở với ta vậy. Các anh nên nhớ lấy câu ấy mà cư xử với những tôi tớ trong nhà cho phải đạo.
đoát yếu. Một, nhà mình lắm công nhiều việc thì phải nuôi đầy tớ để mà sai khiến. Những người đầy tớ tuy không phải người họ hàng thân thích với mình, nhưng nó ở nhà mình, sớm tối hầu hạ và khi có việc gì, nó cũng phải lo lắng chịu sự khó nhọc, thì cũng xem nó như người trong nhà trong họ vậy. 2. Người làm chủ phải biết chọn đầy tớ mà nuôi. Người đầy tớ là chân tay của chủ nhà, nếu phải người không tử tế thì có nhiều sự thiệt hại lắm. Làm chủ nhà thì phải trông nom mọi việc nhưng cũng không nên ác nghiệt quá. Ta phải biết trông nom và biết tin cậy người đầy tớ thì nó mới hết lòng mà làm việc. Ta phải biết thương đầy tớ, sai bảo điều gì thì phải có chừng mực, phải cho nó ăn uống đầy đủ, no đủ. Lỡ có đứa nào đau ốm hay là có việc gì khó khăn thì chủ nhà phải giúp đỡ và bênh vực. 3. Người làm đầy tớ phải giữ lấy lòng thực thà ngay thẳng, đừng ăn bớt ăn sớ. Làm việc gì phải cho đến nơi đến chốn, làm đầy tớ bao giờ cũng phải lấy lòng tín nghĩa làm đầu. 4. Trẻ con trong nhà mà hay chửi mắng và đập đánh đầy tớ là một sự bất nhân không nên bắt chước bao giờ. Đầu bài 1. Có nhiều người xem những đầy tớ trong nhà như là người họ hàng với mình, tại làm sao? 2. Các anh nói rõ tại làm sao mà con cái ở trong nhà không đập đánh đầy tớ. Đối với những người bạn hiếu quen thuộc nhà mình, nhà ai thì cũng có người quen thuộc thường hay đi lại. Những người ấy hoặc là người bạn hữu thân thiết với cha mẹ mình, hoặc ân nghĩa gì với nhà mình, cho nên người ta đi lại chơi bời với cha mẹ mình. Mình là con nhà có giáo dục thì phải cần giữ lễ phép mà đối đãi với những người ấy cho phải đạo. Và chăng tục ta hay trọng tình bạn hữu, có lắm người chơi với nhau xem như anh em ruột thịt vậy. Bởi thế cho nên con anh em bạn thường gọi người bạn của mình bằng bác hay là bằng chú. Tùy tuổi người ấy đối với cha mình hơn hay là kém, ấy là đủ biết rằng những người bạn hữu với nhà mình cũng thân thiết như người trong nhà trong họ vậy. Cách tôn kính người quen thuộc nhà mình là trước hết phải giữ lễ phép. Đi ngoài đường gặp thì ta phải chào hỏi cho nghiêm trang. Người ta có hỏi chuyện thì ta đứng lại mà nói chờ cho người ta đi rồi mình hãy đi. Khi người ta vào nhà mình thì phải chào hỏi rồi mới ngồi tử tế. Nói điều gì phải giữ ý giữ tứ, đối đáp phân minh. Đừng có nói to tiếng mà cười ha hả, lúc nói năng không nên múa tay múa chân mà trông dơ dáng khó coi. Khi có khách đến nhà thì phải đội khăn mặc áo cho chỉnh tề, đừng có lôi thôi lướt thướt, đừng để đầu bù lên mà người ta cười là con nhà vô phép. Lễ phép là một sự rất quý trong sự giao thiệp, bao giờ ta cũng lấy làm trọng mới phải. Tốt yếu, mình phải giữ lễ phép mà đối đãi với những người bạn hữu và quen biết nhà mình. Đi ngoài đường gặp người quen thuộc nhà mình thì phải chào hỏi cho có lễ phép. Khi người ta vào nhà mình thì phải tiếp đãi một cách tôn kính. Nhà có khách đến thì phải đội khăn mặc áo cho chỉnh tề. Đừng để đầu bù lên mà thành ra vô phép. Đầu bài 1. Vì nghĩa gì mà con cái ở trong nhà phải tôn kính những người thân thiết với cha mẹ? Ở với láng giềng. Người ta ở chỗ thôn dã hoặc ở chỗ thành thị, bất kỳ ở đâu cũng có người, cũng có những nhà lân cận ở chung quanh nhà mình. Những nhà ở gần nhà mình gọi là láng giềng. Thường những nhà láng giềng tuy không thân thuộc gì với nhau, nhưng vì ở gần nhau thành ra có cái tình liên lạc tương thân tương ái, cũng tự hồ như là có họ hàng với nhau vậy. Bởi vì những người láng giềng thường thường buổi sớm buổi trưa gặp nhau luôn, có việc gì trò chuyện với nhau mà mách bảo cho nhau biết trước. Lúc nhà nào có công việc gì, hai bên láng giềng đi lại giúp đỡ. Có khi những người láng giềng lại tử tế hơn những người họ hàng xa, cho nên tục ngữ có câu rằng họ hàng xa không bằng láng giềng gần, chính là nghĩa ấy. Cái tình nghĩa láng giềng với nhau như thế thì ta phải cư xử thế nào cho phải đạo, đừng để cho ai trách oán điều gì. Ta phải ăn ở cho hiền thảo và phải giúp đỡ lẫn nhau. Ở chỗ nhà quê, khi có cành rào quay củi rơi sang hoặc con gà con chó chạy lạc, ta gọi trả cho nhau, đừng có chiếm giữ, lấy mà thành ra người tham lam hèn hạ. Bờ lũy bụi tre, ta đừng có lấn sang của người ta. Ở chỗ thành thị, ta phải giữ cho hòa nhã, đi ngoài đường ngoài phố, gặp nhau ta chào hỏi tử tế. Khi nhà họ cần dùng cái gì, nhà kia có thì cho nhau mượn lẫn, chứ đừng xấu bụng mà người ta chê cười. Đã ở láng giềng với nhau, hễ thấy nhau đau yếu thì ta hỏi han, đêm hôm có nghe thấy động chạm thì gọi nhau, lỡ có hoạn nạn, ta phải hết sức mà cứu giúp. Bao giờ ở với nhau cũng giữ cho hòa thuận, có gì phải trái ta nên lấy lời nói êm ái mà phân giải, chứ đừng có to tiếng nặng lời mà mất sự hòa hảo, không hay. Đoát yếu, những người láng giềng tuy không thân thuộc gì với nhau, nhưng ở gần nhau, thành ra có tình liên lạc, cũng như có họ hàng vậy. Bởi vậy cho nên tục ngữ có câu rằng, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, những người láng giềng phải giúp đỡ lẫn nhau, và lúc có hoạn nạn phải hết sức mà bênh vực nhau, có điều gì phải trái, ta lấy lời nói êm ái mà phân giải, chứ đừng có to tiếng nặng lời. Đầu bài,
Các anh cất nghĩa tại làm sao người láng giềng không phải là người thân thuộc với nhà mình mà cũng xem như thân thuộc được. Sự sum họp trong gia tộc. Một, sự sum họp. Trước kia ta hay bày tỏ mọi lẽ về những cách người ta làm con ở trong nhà phải phụng sự ông bà cha mẹ, phải cư xử với anh em chị em, những với những họ hàng bà con và những tôi tớ là thế nào, chủ đích là để cho các anh hiểu rõ những bổn phận của mình ở trong gia tộc. Hễ ở trong nhà mà ai nấy hiểu rõ cái bổn phận của mình, khiến cho trên thuận dưới hòa, mọi người yêu mến nhau thì thật là một nhà rất sum họp vậy. Phàm những nhà nào đã sum họp thì mọi người trong nhà ai cũng chỉ biết có sự thương yêu nhau mà thôi, chứ không biết cái ghen ghét, cái thù oán là gì. Khi có điều gì vui thì cùng vui, có điều gì buồn thì cùng buồn với nhau. Bao giờ người nọ cũng muốn cho người kia hay, bao giờ cũng sẵn lòng giúp đỡ và che chở cho nhau. Lỡ khi làm phải tai biến gì thì người nào cũng muốn chịu lấy cái đau khổ hơn là để cho người khác phải buồn, phải bực. Trong nhà đã sum họp thì tất là sinh ra nhiều sự vui vẻ vô cùng. Các anh hãy xem như nhà anh Ất có đủ hiểu thì đủ hiểu. Anh Ất thật là một người học trò sạch sẽ và chăm chỉ, ai cũng khen là một người học trò tốt, có thể làm gương cho người khác được. Vậy tại làm sao mà anh ấy được như thế? Tại anh ấy tập quen với cái thói tốt ở nhà. Nhà anh ấy thì nghèo, chỉ đủ ăn mà thôi. Nhưng cha anh ấy là người siêng năng, làm lụng cả ngày. Mẹ thì dọn dẹp khâu vá, thu xếp việc trong nhà đâu ra đấy. Chị anh ấy trước cũng có đi học, nhưng bây giờ về ở nhà giúp đỡ cha mẹ và trông nom các em. Có điều gì chỉ bảo từng tí một mà không gắt mắng bao giờ. Nhà anh Ất không bao giờ có tiếng kêu tiếng khóc, lúc nào cũng thấy vui cười tươi tỉnh. Đến tối lại về mùa hè, hôm nào trời sáng trăng thì thấy cả nhà ra ngồi hóng mát ở sân, cha mẹ, anh em, chị em ngồi quần tụ lại mà trò chuyện vui vẻ, trong cảnh tượng thật là sung sướng. Ấy cũng ở trong nhà sum họp, anh em hòa thuận, cho nên mới có cái cảnh vui vẻ như vậy. 2. Lòng vị gia tộc. Các anh đã biết rằng người ta ai cũng cần phải có gia tộc. Có gia tộc thì mình mới trưởng thành lên được và mới nên được người có tư cách ở đời. Nhưng người nào có gia tộc người ấy, mà mỗi một gia tộc có cái phong tục, cái nền nếp riêng. Không gia tộc nào giống gia tộc nào cả, bởi cái phong tục, cái nền nếp của nhà mình ấy, cho nên mình có cái tư cách riêng, có cái cảm tình và cái tư tưởng riêng. Dẫu ngày sau mình có đi đâu xa cũng không bao giờ quên được nhà mình, mà bao giờ mình cũng nhớ đến cái tình âu yếm ở trong gia tộc và những lời khuyên răn dạy bảo của cha mẹ mình. Mình tưởng nhớ như thế thì mình lại đem lòng quyến luyến về gia tộc mình. Mình muốn giữ cho cái danh hiệu của nhà mình được trong sạch, cái nền nếp của ông cha để lại không bao giờ hư hỏng. Mình lại cố hết sức làm cho nhà mình được vẻ vang thêm. Cái lòng quyến luyến ấy, cái cảm tình ấy tức là lòng vị gia tộc vậy. Tục ngữ ta có câu rằng, giấy rách phải giữ lấy lề, là một câu dạy người ta bao giờ cũng phải giữ lấy cái nền nếp nhà mình. Dẫu có xa cơ thất thế thì phải khổ sở thế nào nữa, mình cũng phải ăn ở làm sao cho khỏi hại đến cái danh dự nhà mình. Bởi thế cho nên những người con nhà có gia giáo thường có người thà đành chịu chết còn hơn là làm những điều gian ác hèn hạ để cho hổ thẹn đến cha ông và cho xấu xa đến gia tộc mình. Những người đã có cái lòng vị gia tộc ấy thì trên biết yêu kính ông bà cha mẹ, dưới biết hòa thuận với anh em, ở với họ hàng bà con thì hết lòng trung hậu. Những người ấy là người hiếu đễ, thật là đáng kính, đáng mến vậy. 3. Ngày giỗ, ngày Tết và sự đoàn viên tụ hội. Người cùng một nhà, một họ với nhau thì tất là phải yêu mến và bênh vực nhau. Lỡ khi trong họ có ai mắc phải điều gì khó khăn đều thì mọi người đều hết lòng, hết sức mà cứu giúp để tỏ cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc. Cái nghĩa ấy rất là quan trọng vì rằng có nó thì trong gia tộc mới được sum họp, chứ không thì rồi cái lòng vị kỷ nó làm cho mọi người dần dần xa cách nhau ra. Bởi vậy cho nên tục ta đặt ra ngày giỗ, ngày Tết trước là để cho nhớ ngày kỷ niệm của ông bà, ông vải, sau là để cho họ hàng, bà con có cái dịp mà tụ hội với nhau. Vậy nên những ngày ấy ta không cần có cỗ bàn ăn uống, chỉ cần có hương hoa để lễ ông bà tổ tiên, rồi anh em họ hàng quần tụ lại mà trò chuyện với nhau để tỏ cái lòng tương thân tương ái. Nhà nào mà ai cũng hiểu cái nghĩa đoàn thể ấy, ai cũng một lòng muốn cho nhà mình được sum họp vẻ vang, thì nhà ấy thịnh vượng biết là rừng nào. Bao nhiêu những bổn phận ở trong gia tộc thì ta đã giảng giải ra rõ ràng, mà chắc là các anh cũng đã hiểu rõ cả. Ở trong nhà thì có ông bà, cha mẹ, rồi đến anh em, chị em và những người họ hàng thân thích. Ở với cha mẹ thì cốt phải có hiếu, vì là cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn lên, dạy bảo cho mình biết điều khôn lẽ phải,
Vậy mình phải yêu kính cha mẹ và phải vâng lời cha mẹ. Ở với ông bà thì phải hết lòng kính nhường, hết lòng kính mến. Ở với anh em thì cốt phải hòa mục, biết kính trên nhường dưới. Ở với họ hàng bà con thì cốt hòa hảo tử tế, không bao giờ đem lòng vị kỷ mà quên cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc. Đến những người tôi tớ ở trong nhà và những người láng giềng quen thuộc, ta cũng phải lấy tình nghĩa và lễ phép mà đối đãi với người ta. Người nào đã biết ăn ở như thế thì không những là một người hiếu đễ ở trong gia tộc mà thôi, lại là một người lương thiện ở trong xã hội nữa. Toát yếu: 1. Nhà sum họp là những người trong nhà biết thương yêu nhau, biết giúp đỡ và bênh vực nhau, không ghen ghét và thù oán nhau bao giờ. Nhà sum họp thì sanh ra lắm sự vui vẻ. 2. Mỗi một gia tộc có cái phong tục và nền cái vài cái nền nếp riêng, nó làm cho mình thành ra có một cái tư cách, cái cảm tình và cái tư tưởng riêng của mình. Mình đi đâu xa cũng không quên được nhà mình, bao giờ mình cũng muốn giữ cái danh hiệu nhà mình cho trong sạch, và mình lại có sức làm cho nhà mình được vẻ vang thêm. Cái cảm tình ấy tức là cái lòng vị gia tộc vậy. Những người đã có lòng vị gia tộc thì thường là người hiếu đễ, đáng kính, đáng mến. 3. Cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc là mọi người phải yêu mến và giúp đỡ nhau. Tục ta đặt ra ngày giỗ ngày Tết là để cho người trong gia tộc có cái dịp mà tụ hội với nhau. Sự quần tụ như thế làm cho mọi người hiểu cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc vậy. Bổn phận ở trong nhà là phải yêu kính và vâng lời cha mẹ, kính mến ông bà, hòa mục với anh em chị em và hết lòng tử tế với họ hàng bà con. Ở với tôi tớ trong nhà thì phải có cái tình nghĩa, ở với những người láng giềng quen thuộc thì có lễ phép. Đầu bài 1. Các anh tìm một chuyện nói về người có lòng vị gia tộc không chịu để tiếng xấu cho nhà mình. 2. Muốn cho những người ở trong gia tộc bao giờ cũng được sum họp thì phải thế nào? Học đường luân lý. Sự đi học. 1. Sự đi học. Các anh nhà có cha mẹ nuôi cho mỗi ngày một khôn lớn lên và dạy bảo cho biết ăn biết nói, như thế đã là mất nhiều công phu lắm. Nhưng làm người cần phải biết cách ăn ở, biết làm công kia việc nọ và hiểu mọi lẽ và cách sự vật. Nếu cứ ở nhà với cha mẹ thì không sao học tập được như thế, là vì ở nhà thường cha mẹ mình học hành ít, không có thể dạy được mình đủ mọi điều. Cũng có khi thì cha mẹ mình là người có học thức nhưng phải bận công bận việc, không có thì giờ mà dạy mình được. Bởi vậy cho nên cha mẹ các anh cho các anh đến học đường, cho có thầy có bạn, có đủ mọi điều để dạy bảo các anh sự nọ vật kia, đường khôn lẽ phải, để ngày sau các anh lớn lên thành người khôn ngoan có đức hạnh. 2. Bổn phận mình phải đi học. Các anh, cha mẹ các anh đã chịu tốn kém cho các anh đi học như thế thì không những là cái lòng hiếu của các anh bắt các anh phải chăm chỉ mà học hành để cho cha mẹ vui lòng mà thôi, lại là một cái bổn phận rất khẩn yếu của mình nữa. Bởi sao thế? Bởi vì sự học có thể là làm mở mang trí tuệ của mình ra và có thể làm cho cái phẩm giá của mình cao lên. Nói tóm lại là có sự học thì người ta mới là người được. Bởi chưng người không có học thì dẫu có làm nên chức phận gì hoặc là có nhiều của cải đến đâu cũng vẫn là người thô lỗ, tâm tính hèn hạ, không đủ tư cách là một người hoàn toàn được. Vì vậy cho nên ai có thể học được mà không học?